19 giờ 30 tối nay, Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan trong trận đấu được coi là chung kết sớm của AFF Suzuki Cup 2020. Đối thủ mà chúng ta kỳ vọng chỉ gặp ở trận đấu cuối cùng sẽ là rào cản lớn trên đường bảo vệ chức vô địch của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Và tất nhiên, không nhiều cổ động viên Việt Nam muốn gặp Thái Lan ngay ở vòng bán kết này. Vậy ở phía đối diện, người Thái và các chuyên gia đánh giá như thế nào về đội tuyển Việt Nam? Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ESPN, thủ môn Siwarak Tetsungnen của đội tuyển Thái Lan tuyên bố. Giờ giải đấu chỉ còn 4 đội xuất sắc nhất. Đến giai đoạn này, việc bạn gặp đội nào ở bán kết hay chung kết đã không còn quan trọng nữa. Chúng tôi vẫn sẽ chơi như thường lệ và mục tiêu của Thái Lan vẫn là trở thành nhà vô địch và mang cúp về nhà. Trong khi đó, tuy cảm nhận được áp lực từ trận đấu, huấn luyện viên Alexandre Polking của đoàn voi chiến cũng tin rằng sức ép sẽ càng khiến cho cuộc chạm trán này trở thêm thú vị. Chiến lược gia người Brazil nhận xét, như chúng ta đều biết, đây là một trận đại chiến vì Việt Nam và Thái Lan đều có bề dày truyền thống ở giải đấu này. Việt Nam là nhà đương kim vô địch, trong khi Thái Lan đã lên ngôi ở hai kỳ trước đó. Vì thế, đây sẽ là một trận đấu đặc biệt. Huấn luyện viên Paul King cũng cho rằng Việt Nam có lợi thế hơn so với Thái Lan ở trận bán kết này. Ông thầy từng có 12 trận dẫn dắt câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021 phân tích. Tôi nghĩ lợi thế lớn nhất của Việt Nam là tình hình dịch bệnh đã vô tình giúp họ có thể tập trung đội tuyển quốc gia trong 5 tháng. Khoảng thời gian dài này giúp những cầu thủ xuất sắc nhất của họ hiểu rõ nhau hơn và giúp huấn luyện viên Park Hang-seo thử nghiệm những hệ thống chiến thuật và cả những gương mặt mới. Tuy nhiên, ông Paul King vẫn tỏ ra rất tự tin vào cơ hội của Thái Lan. Ông khẳng định, chúng tôi không có nhiều thời gian tập cùng nhau như Việt Nam, nhưng tôi hài lòng với những gì chúng tôi đã làm được. Chúng tôi cũng xây dựng được một lối chơi hiệu quả và đây là lợi thế của Thái Lan. Chiến lược gia người Brazil cũng tin rằng áp lực đang chia đều cho cả hai đội vì đội nào cũng rất kỳ vọng ở giải đấu này và đây sẽ là những trận đấu tuyệt vời giữa hai đội bóng chất lượng. Một người quen cũ khác của bóng đá Việt Nam là Steve Darby lại không đồng quan điểm với ông Paul King. Trả lời phỏng vấn hãng tin Siam Sport của Thái Lan, huấn luyện viên người Anh từng dẫn dắt cả đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển quốc gia lẫn đội U23 Thái Lan nhận xét. Tôi rất ngạc nhiên và thậm chí hơi thất vọng khi Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở bán kết. Tôi thực sự muốn thấy họ chơi ở trận chung kết vì đây là hai đội bóng hay nhất tại AFF Suzuki Cup năm nay. Về cơ hội của hai đội, ông Dabi đánh giá, tôi nghĩ cơ hội chiến thắng của cả hai vẫn là 50-50. Nếu muốn bảo vệ chức vô địch, Việt Nam sẽ phải vượt qua Thái Lan dù là ở bán kết hay chung kết. Tôi không thể chỉ trích về chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo khi ông ấy đã giúp Việt Nam vượt qua vòng bảng mà không một lần thủng lưới. Ngoài ra, theo quan điểm cá nhân của tôi thì bảng đấu của Việt Nam cũng nặng hơn so với Thái Lan. Tuy đánh giá đây là một cặp đấu cân bằng, có vẻ như ông Dabi vẫn hơi nghiêng về đội tuyển Việt Nam, nhưng liệu niềm tin của vị huấn luyện viên cũng là một chàng rể Việt Nam có trở thành sự thật.